Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh của Huy Na Phái. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề rất thú vị, đó là tìm hiểu về dân tộc Thái, dân tộc thiểu số với điệu múa xòe tuyệt đẹp. Nếu bạn là một người yêu thích học hỏi và khám phá những điều mới thì đây là nơi để bạn có thể tìm kiếm những thông tin hữu ích. Hãy cùng nhau bắt đầu thôi! Tìm hiểu về dân tộc Thái ở Việt Nam để hiểu hơn về những đặc điểm văn hóa truyền thống lâu đời, để thêm yêu và tự hào về 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Nguồn gốc về dân tộc Thái ở Việt Nam. Khi tìm hiểu về dân tộc Thái, có rất nhiều nguồn tài liệu giới thiệu về dân tộc này. Lịch sử của dân tộc Thái khá phức tạp nên bài viết này chỉ tập trung giới thiệu những nét đặc sắc nhất. Ngoài ra, nếu muốn hiểu hơn về người Thái, du khách có thể về các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta để trải nghiệm cuộc sống như người bản địa. Dân tộc Thái ở Việt Nam là một nhóm thuộc sắc tộc Thái từ miền Nam của Trung Quốc di chuyển về khu vực các quốc gia Đông Á. Người Thái được chia thành người Thái đen, Thái trắng và Thái đỏ. Ngoài ra còn một số nhóm nhỏ khác hình thành nên một dân tộc với lịch sử phát triển lâu đời. Theo đó, dân tộc Thái ở nước ta xuất hiện khoảng 1.000 năm trước, có chữ viết và ngôn ngữ riêng. Địa bàn cư trú của người Thái thường là các tỉnh miền núi bao gồm Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Theo thống kê, dân tộc Thái đứng ở vị trí thứ 3 trong về dân số các dân tộc ở Việt Nam. Vài nét đặc sắc về văn hóa của người Thái. Bạn sẽ thấy đây là một dân tộc làm nông nghiệp khá giỏi. Họ chủ yếu phát triển cuộc sống bằng nghề trồng lúa nước, làm nương rẫy và nuôi các loại gia súc, gia cầm. Ngoài ra, người Thái còn làm gốm, đan lát, dệt vải. Có dịp khám phá bản Lác ở Mai Châu, Hòa Bình, bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây. Đi thăm những bản làng đẹp của người Thái, bạn sẽ thấy họ sinh sống trong những ngôi nhà sàn rất đẹp. Kiến trúc nhà sàn được xây dựng với nóc hình mai rùa, nhà có lan can cẩn thận, có khung cửa sổ trang trí rất độc đáo. Đặc biệt, người Thái đen còn đặt tên riêng cho các gian nhà. Tùy vào địa bàn cư trú mà người Thái thường xây nhà ở vị trí dưới khu vực chân núi. Xung quanh là ruộng lúa, là vườn cây xanh tươi mướt mát rất đẹp. Giữa phong cảnh hữu tình của những vùng núi cao, nếp nhà người Thái hiện lên với vẻ đẹp bình yên, mang lại cảm giác rất thư thả, thoải mái cho du khách. Càng tìm hiểu về dân tộc Thái, du khách càng nhận ra nhiều điều hay ho và thú vị của họ. Trong các dân tộc thiểu số ở nước ta, người Thái là một dân tộc rất thích ca hát, nhảy múa, làm thơ, đệm đàn. Họ có điệu múa xòe, múa sạp rất nổi tiếng, trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là dân tộc có rất nhiều lễ hội lớn nhỏ trong năm. Tiêu biểu là lễ hội hoa ban để cầu mưa cầu phúc cho người dân. Bên cạnh đó còn có lễ hội cơm mới, cầu mưa cầu mùa với nhiều hoạt động tưng bừng, nhộn nhịp. Có dịp du lịch Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, du khách sẽ có cơ hội tham gia những lễ hội đặc biệt này. Tham dự các lễ hội của người Thái, bạn còn được chiêm ngưỡng các thiếu nữ Thái diện trang phục truyền thống rất đẹp. Mỗi nhóm nhỏ trong cộng đồng dân tộc Thái sẽ có trang phục với dấu ấn riêng. Tuy nhiên, về cơ bản, họ sẽ mặc váy đen không hoa văn kết hợp với áo ngắn hoặc áo dài có cúc áo đẹp. Đặc biệt, người dân tộc Thái còn nổi tiếng với chiếc khăn piêu đội đầu được dệt kỳ công tinh xảo. Về văn hóa tâm linh, người Thái cho rằng con người sau khi chết đi sẽ tiếp tục sống ở một thế giới khác. Đám tang là một lễ để tiễn người chết về với mường trời. Người chết sẽ được chôn trong rừng nơi có nhà mồ và nấm mộ rất chỉnh chu. Về cơ bản, quan niệm tâm linh này cũng giống như nhiều dân tộc khác tại Việt Nam. Khi về thăm các bản làng của người Thái, du khách còn có cơ hội trải nghiệm những món ngon truyền thống. Một số món ngon nổi tiếng mà du khách cực yêu thích chính là cơm lam, nộm hoa ban, canh bon, nậm tiện, nộm rau dớn, rêu đá nướng, pa pình tộp. Mỗi món ăn với hương vị thơm ngon đặc trưng chắc hẳn sẽ khiến du khách nhớ mãi. Những bản làng người Thái trên bản đồ du lịch Việt Nam có nhiều bản làng đẹp được đầu tư phát triển du lịch. Ở Mai Châu, Hòa Bình có bản Lác xinh đẹp, nơi mà người dân cư trú trong những nếp nhà sàn nằm giữa ruộng lúa mênh mông, hùng vĩ. Ở bản Lác, bạn có thể thư thả đi dạo khắp bản, ăn những món ngon và thả ga sống ảo. Có dịp du lịch Yên Bái, du khách cũng có thể khám phá Mường Lò ở thị xã Nghĩa Lộ. Nơi đây, người Thái sống quần tụ trong những thung lũng xinh đẹp của Mường Lò, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Đặc biệt, người Thái ở Mường Lò nổi tiếng với điệu múa xòe rất đẹp được trình diễn vào những lễ hội lớn. Ngoài ra, nếu đi về khu vực tỉnh Điện Biên, bạn cũng có thể vi vu Mường Phăng để ngắm bức tranh thiên nhiên hoang sơ và tìm hiểu về dân tộc Thái ở đây. Ở vùng này là địa bàn cư trú của người Thái đen với nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
Có thể nói rằng khi tìm hiểu về dân tộc Thái ở Việt Nam, du khách sẽ càng cảm nhận trọn vẹn hơn sự thú vị của dân tộc này. Từ nhà ở, trang phục, văn hóa cho đến ẩm thực của người Thái đều mang một dấu ấn riêng, hứa hẹn mang lại cho người miền xuôi nhiều ấn tượng khó phai. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dân tộc Thái với điệu múa xòe tuyệt đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến cuối cùng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, comment và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Hãy đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những video mới nhất và hữu ích nhất. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời!